bọn họ rất am hiểu về tâm lý, tức là bọn họ biết cách là làm thế nào tại để tác động đến suy nghĩ, điều khiển suy nghĩ, điều khiển tâm lý của mình để cho người một mặt là hiểu về tâm lý, tác động về tâm lý, để theo trong lúc mà mình đang thất bại ấy, hay là mình đang bị cướp với tinh thần nó suy sụp thì nó không được cứng cáp như là bình thường không, thì mình rất là dễ bị tác động. Thì họ hiểu rất rõ cái đặc điểm tâm lý, thì một mặt là bọn họ là tác động tâm lý, hay là ví dụ chẳng hạn như là tìm những cách mà là sỉ nhục mình, gọi điện thoại lạc danh, hay là có nhiều hình thức mà tác gửi mail hoặc không phải gửi mail mà gọi điện thoại lạc danh, hay là bằng những cái cách như thế nào đấy mà bắt đầu nó nói để nó tác động đến tâm lý của mình, để nó sỉ nhục mình, xong rồi bắt đầu nó khiến cho mình cảm thấy là mình không có giá trị, xong đồng thời như thế là bắt đầu là nó cho một số người bạn của mình tiền lợi ích hoặc là công việc, để những người đấy gọi là tác động xấu, gây ảnh hưởng xấu, là tạo ra những cái tin đồn xấu về mình, rồi chúng nó đồng thời là cũng tạo ra những cái tình huống mà tình ngay ý ra để nó bôi nhọ danh dự của mình. Chúng nó có rất là nhiều cách thức, mà nó cách cách thức của nó rất là xảo quyệt. Thế đến mức độ mà nó có những cái thời kỳ mà khi mà chúng nó ép, tức là cái mục tiêu của chúng nó là ép khiến mình phải tự tử, thì cũng có những cái thời kỳ mà mình không chịu được đấy, tức là cái biến chuyển tâm lý rồi những gọi là tuyệt vọng, cảm thấy là mình vùng vẫy trước cái sự tấn công và sự săn đuổi của bọn họ, mà mình cảm thấy là mình tuyệt vọng tại vì không có sức kháng cự, thế mình mới định nhảy ra sông Hồng tự tử. Thì lúc mà mình đang đang định định nhảy sông Hồng thì là lúc đấy là có một anh ấy chửi mình là đi kiểu như thế là nó cản trở đường đi của anh ấy đấy. Thế thì tự nhiên là mình tỉnh ra. Ô, thế mình bảo là ô, hóa ra là rõ ràng chúng nó đang tìm mọi cách để nó tác động tâm lý nó vào cái thời điểm mà mình yếu đuối nhất, thì nó đang tìm cái mục tiêu của chúng nó là đang ép mình tự tử. Thế thế thì mình tự nhiên mình ngớ người, mình nghĩ ra là đây là rõ ràng là mục tiêu của chúng nó là đang đang là dùng những sức ép về tâm lý và dùng những chiêu trò để ép mình tự tử. Thế thì mình bảo nếu mà mình nhảy tự tử thì như thế thì không không được rồi, với cả mình cũng không muốn chết nữa. Thế là sau sau thì đấy thì bắt đầu là mình sau sau lần chết hụt đấy thì bắt đầu mình quay ra, bắt đầu mình chiến đấu, mình tìm cách làm tổn hại của nó, xong mình cũng gọi là tấn công lại ấy. Thế là cũng nửa thập kỷ rồi, 5 năm rồi bọn nó vẫn săn đuổi mình. Nhưng chắc là cảm giác như nào nhỉ, khi mà họ có tiền đến một cái mức nhất định ấy, thì họ sẽ tự cho họ cái quyền được sinh sát. Thì những người bình thường khác á, mà họ muốn là chinh phục để làm việc cho họ á, thì họ sẽ có một cái cách thể hiện riêng. Còn như mình là tại vì là mình cũng kiểu đọc sách ấy không được khôn ngoan lắm, thì mình là thuộc diện là rơi vào cái diện mà họ chọn mình làm con mồi để săn đuổi, để tìm một cái niềm vui. Thì bọn họ sẽ tìm kiếm cái niềm vui từ cái sự đau khổ và từ cái việc là tổn thương của mình, và họ sẽ theo dõi những cái chuyển biến. Tức là ban đầu thì mình không biết, nhưng mà sau khi mà mình tự tử hụt thì mình về mình nghĩ ra là mình phát hiện ra là hóa ra là tất cả những gì họ làm là họ đang coi mình như một cái thí nghiệm, như một con mồi để săn đuổi ấy. Như kiểu là các bạn biết cái xem cái kiểu mà bình thường là săn thú, người ta tìm cái sở thích bằng cách là cho những con chó hoặc những con thú, những con lợn xuống một cái mương nào đấy, xong rồi cho cả bầy chó săn một con lợn ấy, thì người ta xong là bên trên mọi người xem xong là cười cười nhìn con lợn bị xé xác ấy. Thì ở đây là cái nè, cái ở đây thì bình thường là những cái trò chơi man dợ là săn thú, nhưng ở đây nó còn man dợ hơn một cái là nó săn người, chọn mình là một mục tiêu là con mồi, xong là thả cái bọn môi giới ra để cho săn đuổi và để cho gọi là tác động đến tâm lý của mình, và nó xem mình như là một con chuột bạch ấy, xong nó ngồi nó gọi là tất cả mọi thứ liên quan đến mình nó đều kiểm soát được ở trong lòng bàn tay. Bắt đầu là thậm chí là kể cả là cái phòng ở của mình ấy là mình không nhìn thấy, không tìm thấy camera, nhưng mà mình nghĩ là phải có camera thì bọn nó phải vào được. Thì nó kiểm soát được hết. Thế xong bắt đầu nó theo dõi. Nó theo dõi là theo kiểu là nó theo dõi tất cả những cái diễn biến của mình, nó xem mình như là một con chuột bạch thí nghiệm ấy. Xong chúng nó tìm vui từ cái việc là gây tổn thương,
Tức là bình thường mình đang là một cô gái có học thức, xinh đẹp và có nền tảng tốt, gọi là đạo đức của mình cũng rất là tử tế. Mỗi một cái lối mình đi ấy, tất cả những cái việc mình làm ấy, nó đều đàng hoàng và lương thiện. Mình kể cả như là khi mình sang đấy, bọn họ ép mình để vấy bẩn đến mức độ mà họ dồn ép để cho mình tiêu hết nguồn lực. Thế xong bắt đầu khi đấy là bắt đầu họ đặt vào tay mình là với một cái điều kiện là à bây giờ mày đang khó khăn, mày đang chết đói rồi, nếu như mày chấp nhận là cướp khách của người khác giống như bọn tao thì là mày sẽ có nguồn để sống. Nhưng mà những cái lúc mà mình bị tất cả đội bọn nó quay vào như thế và ép phải biến đổi như thế, nhưng mình vẫn nhất định là về nhà thả đói ăn mì tôm, và có những hôm đói ơi là đói luôn, không có gì ăn, nhưng mà mình vẫn chấp nhận như thế chứ mình không cướp khách của người khác. Chúng nó gọi là tạo ra tình huống là tất cả đội nó đi hết để cho mình rất là dễ dàng để dễ dàng để cướp khách của một 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 nhân viên khác, và nó còn chủ động tạo như thế. Nhưng mình không làm thế, mình không giống bọn nó và mình không vì cuộc sống, không vì khó khăn mà mình làm như thế. Bọn nó ghét mình lắm tại vì là mình không giống bọn nó. Thế thì nó mới tức là cái mình làm là theo kiểu là mình có thể khó khăn nhưng mình không thể làm hại người khác để sống, thì chúng nó lại không thích cái kiểu của mình, mà chúng nó thích là theo kiểu là giết hại nhau và bất chấp nhau, theo kiểu là như kiểu là cái ông tỷ phú đấy, ông ấy tạo ra một cái cơ chế mà mọi người cắn xé, tàn sát, giết hại nhau để có một cái động lực thúc đẩy để mang lại lợi ích cao nhất cho ông ấy. Thì khi mà tự nhiên là mình bước vào một cái môi trường như thế, mình không không vận hành, mọi người xem phim hố sâu rồi khác được, thì nó như kiểu là nếu như trường hợp mà khi giết một người thì là bạn sẽ tranh được cái phần ăn của người đó, hoặc là khi bạn hết thức ăn bạn giết người đó, bạn ăn 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 thịt người đấy đấy, thì nó sẽ dồn con người ta vào đường cùng như thế. Thì mình cũng bị họ là chủ bộ dồn vào đường cùng nhưng mình không biến được. Thế là nó quyết định, nó săn đuổi và nó quyết định ép mình chết. Thế thì chúng nó có rất nhiều tác động, chúng nó dùng tiền, dùng quan hệ, nó không để cho mình con đường sống luôn. Mình làm ở đâu nó chỉ cần nó lên nói với sếp vài câu, sếp giở mặt với mình ngay, cúi đến mấy cũng giở mặt với mình ngay. Ban đêm nó dọa ban đêm, ban ngày nó dọa ban ngày, xe nó đâm rồi đủ các kiểu. Nhưng mà trước khi đâm xe thì nó ép mình bằng đòn tâm lý, điện thoại gọi đến rồi người nọ người kia tác động, để theo chiếc kiểu là nó xỉ, nó tìm cách là nó gián tiếp trực tiếp xỉ nhục mình để cho mình cảm thấy mình không còn giá trị, và nó ép mình là phải nhảy sông tự tử. Mình cũng định tự tử, mãi về sau mình mới biết nha, mãi về sau sau cái đợt tự tử một đấy thì bắt đầu tự nhiên nó mới gọi là mọi thứ kết nối với nhau, mình mới nhận ra là à hóa ra là mình đang làm một cái họ nắm được mọi thứ về mình, chỉ có mình không biết về họ thôi. Mình là thuật chuột bạch thí nghiệm. Ông tỷ phú đấy là ông ấy thả ra một cả cái, có thể là ông tỷ phú muốn xem, và có thể là ví dụ phía dưới như là phó tổng giám đốc hoặc là tổng giám đốc hay gì đấy, một thành phần nào đấy trong cái đội tay sai chuyên đi hại người để kiếm miếng cơm đấy. Thì chúng nó đã làm việc lâu với nhau rồi, và chúng nó gọi là theo kiểu là ngầm ý với nhau là con mình là mồi. Chúng nó săn đuổi mình, chúng nó tìm niềm vui từ việc là biến một cô gái lương thiện trở thành ác quỷ và biến một người tử tế hiền lành trở nên xấu xa vì cuộc sống. Tức là khi mà sau này mình phát hiện ra là mục tiêu của bọn họ là gì, mục tiêu của bọn họ là họ muốn chứng minh một cái sức mạnh vô biên của quyền lực và vô biên của tiền bạc. Họ muốn chứng minh cái sức mạnh của tiền bạc, họ có rất là nhiều tiền và họ muốn gọi là một cái là tận hưởng cái cảm giác là tao có tiền, tao có thể để mày là người 10, tao cũng có thể biến mày thành quỷ, tao muốn biến mày thành quỷ thì tao dồn mày vào trong con đường chết, xong rồi thả cho mày cái phao, lúc đấy mày bắt buộc mày phải giết hại người khác, mày phải làm hại người khác để mày sống. Thì cái kiểu là cuối cùng mình mới biết là mình mãi vì sao mình sau khi trải qua đau đớn rất là nhiều, nó cũng may một cái là mình là một người có tâm lý mạnh, có gọi là yếu đuối thì vẫn yếu đuối nhưng mà cái tâm lý nó vẫn có phần cứng cỏi. Thế thì khi mà bắt đầu nó lóe lên một cái thì mình kết nối với sự kiện, mình phát hiện ra là ở đây là gì, ở đây họ đang coi mình là một con mồi để săn, và cái bầy môi giới đó nó ngày đêm nó dọa dẫm, nó gọi điện, nó thay nhau gọi điện dọa dẫm mình, rồi là đi đến gặp tận nơi rồi nói rồi tác động rồi các kiểu, hay là gọi là bằng cách này các kia, tình cờ gặp, như là tình cờ gặp trên đường mình đi nhưng không phải là tình cờ, đều là người của bọn nó hết. Thì nó tác động mọi cách để nó ép mình tự tử, rồi bắt đầu là theo kiểu bây giờ mình đang được rất nhiều giải thưởng, mình từ nhỏ đến lớn mình học rất là giỏi, rất là có tiếng,
mà mình gọi là khi cả mình thi vào ngân hàng mình cũng cũng làm thành phần xuất sắc mới vào được, mà đến khi mà sang đấy bắt đầu nó khiến nó gọi là, tức là nó gần với lô sơ, khiến cho mình gọi là nó sỉ nhục mình với lại hủy hoại mình theo kiểu từ bên trong đó. Nó khiến mình rơi từ trên trời xuống dưới vực luôn, cảm giác như là không thể chịu đựng nổi luôn. Mà bình thường những người như mình rất là coi trọng danh dự, nhưng mà nó lại phá hỏng cái đấy, nó khiến cho mình ê chề, nó dồn ép mình, nó ép mình phải chết. Tức là ở đây là gì, ông tỷ phú đấy với cả cái thằng tỷ phú đấy ấy, mẹ con chó đấy ấy, nó mới bị cái bọn ở đấy ấy, nó sống mất nương nó quen rồi, nó tìm một cái niềm vui trên cái nỗi đau và trong cái sự tổn thương của mình, và nó ngồi nó quan sát xem là mình biến đổi thế nào từ một cô gái lương thiện nhất định không làm việc xấu cho đến một kẻ có sẵn sàng làm hại người khác, cướp của người khác. Tức là nó muốn tận hưởng cái cảm giác là tao có tiền, tao là số 1, tao là vĩ đại, tao muốn mày thế nào thì mày phải thế, tao cho mày được sống thì mày được sống, tao cho mày được chết thì mày được chết, tao muốn biến mày thành gọi là tao muốn biến mày từ một người tử tế thành một con chuyên cướp, tao cũng biến được. Nó ép đến mức độ như thế cơ mà. Nhưng mà không thắng được mình thắng. Tức là trong cuộc chiến đấy thì mình thắng. Mình thắng là mình không bị biến đổi, mình không làm theo cách của bọn nó, mình có thể chết đói, mình có thể nghĩ cách khác, mình có thể gọi là ăn ít đi hoặc là mình quay ấy, chứ mình không chấp nhận là để họ biến đổi, mà mình có thể rời đi chứ mình không chấp nhận gọi là bấu víu vào đấy để lấy miếng ăn. Mình sẵn sàng rời bỏ, sẵn sàng quay mông phủi mông nhổ lớp bọt, bố mày đi bố mày đéo cần. Thì hiệp đầu tiên mình thắng, chúng nó không biến đổi được mình, nhưng mình cũng hơi bị khổ. Thế thì mình cũng không tự tử. Hiệp thứ hai là mình không tự tử, chúng nó không ép được mình chết. Thì bắt đầu là chúng nó chuyển sang cái trò là mình đang đi trên đường, chúng nó cho người phi vào mấy lần suýt chết. Lúc thì ô tô, lúc thì xe máy đâm, lúc thì xe máy vừa đập cái ô tô phi xuống, nếu mà không nhanh thì chết mẹ mất xác mất rồi. Nói đùa cho mình xin lỗi mọi người, nhưng mà thực sự là rất là bức xúc. Tức là nó gọi là theo kiểu là mình bình thường mình cũng không hay chửi bạn như thế, nhưng mà tự nhiên là từ cái đợt mà nó bị ảnh hưởng thần kinh với cả nó bị bức xúc nhiều trong suốt nửa thập kỷ ấy. Mình theo kiểu mình rất là khinh bỉ và coi thường bọn nó, cứ nhắc đến bọn nó mình chỉ muốn dùng những cái từ ngữ xấu xa nhất để xỉ vả, để chửi bới bọn nó thôi. Thì chúng nó định gây tai nạn giết mình nhiều lần nhưng mà không được, thế mình lại cẩn thận hơn, mình chuyển sang làm việc theo kiểu làm việc từ xa mới cả ít đi. Thì mình chuyển sang là kiểu là làm việc từ xa với cả ít đi đấy mà ấy thôi, thì làm việc từ xa thôi thì nó khó làm hại mình hơn, đi đâu mình cũng cẩn thận hơn, nhìn trước nhìn sau hơn, thì nó cũng không hại được mình như trước nữa. Thì nó thấy là không có cơ hội, chúng nó thấy là không có cơ hội để đâm chết mình theo kiểu là tai nạn. Nó dùng đến thuốc độc. Mình đi thuê nhà, mình trả tiền, mà tự nhiên gọi là đang yên đang lành tự nhiên thấy một đợt cô chủ nhà về, cô rất hay tìm cách móc máy với cả sỉ nhục mình. Thế mình bảo chứ con mụ này bị điên hay sao nhỉ, mình thuê nhà nó xong bắt đầu mình trả tiền cho nó, sao tự nhiên nó cứ móc máy với cả nó sỉ nhục mình với lại mình bảo là chứ con mụ này điên sao mà lại tự nhiên lại những việc mình không làm nó cứ đổ cho mình, xong nó cứ tìm cách cà khịa với mình, mà cái mục tiêu của nó là gây 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 sự khó chịu mới bị gây bất ổn tâm lý cho mình, trong khi mình thì đã đang khó khăn đang phải đối phó với bọn kia. Thế thì một hôm mình mới đi vào cái khu vực bếp mà chỉ dành riêng cho mình thôi, thì mình thấy là nó có một cái khí gì ở trong đấy bình thường không có, nhưng mà tự nhiên là nó cứ có, nó cứ sặc lên mũi mình ấy, xong bắt đầu là mình cảm thấy choáng, mình không biết là cái gì, nhưng mà thấy cái khí đấy nó sặc lên bắt đầu mình choáng, bắt đầu mình ho ho mà gọi là ngửi cái đấy xong ấy, cái đấy nó sọc vào ấy ra là gần như là cái mũi mình là không không ngửi thấy, gọi là không ngửi được mùi, không ngửi thấy mùi thức ăn luôn, không 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 cảm giác được 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 mùi hương. Thì nó khiến ở cổ thì tức là cứ ho xong rồi rất là tức ngực,
Thế là thêm vài lần nữa mình bảo thế nhưng nó cứ cãi là nó bảo không có gì. Nhưng mà khu đấy thì cái khu bếp đấy thì lại chỉ có mình nấu thôi, còn trong nhà nó thì không nấu ở đấy. Thế mình mới biết là thôi con này nhận tiền rồi, con này nhận tiền để làm hại mình rồi. Thôi mình chuyển nhà. Nhưng mình lại sợ bọn nó à, bởi vì là cái điều kiện kinh tế của mình không có đủ điều kiện để bảo vệ bản thân. Đợt đấy còn hết tiền đến mức độ không có tiền mua khóa chắc chắn. Chúng nó có thể rất dễ để mở khóa để vào. Mình chuyển nhà. Chuyển nhà liên miên mà toàn phải chuyển nhà trong đêm thôi. Nhưng cũng chẳng ăn thua. Và đây cũng là lý do mà vì sao mà mình phát hiện ra là chúng nó để camera, chúng nó lắp camera trộm ở trong nhà mình. Là bởi vì là có đợt mình đi xin việc, mình đi phỏng vấn xong mình về thì mình thấy là những cái ảnh ấy mà mình chụp với cả những người có vị trí trong xã hội bị xé hết, những cái giấy tờ quan trọng của mình bị xé hết. Lúc đấy mình chưa có tiền mua két, mình chỉ để trong cái ngăn bàn bình thường thôi. Những cái gì mà học bạ nó cũng xé, những cái gì mà liên quan đến cái thành tựu của mình nó xé hết. Xong bắt đầu chúng nó còn gọi điện, chúng nó hàm ý là chúng nó có thể xóa hồ sơ gốc ở trường đại học và ở bên cái bằng thạc sĩ của mình ấy, khiến cho là vào tận nơi tìm cũng không thấy luôn. Coi như là nếu mình có nộp hồ sơ ở đâu thì đấy là truy ra thì là bằng giả, còn khủng khiếp thế cơ mà. Nó thừa sức nó làm việc đấy luôn. Cảm giác là mình không chạy đâu thoát được. Những cái ngày tháng đấy cảm giác bế tắc, uất ức cực kỳ mà không làm gì được luôn. Cay đắng, đau đớn và cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi nữa. Bây giờ thì đỡ, nhưng mà những ngày đấy nó khóc rất là nhiều mà chưa biết cách đối phó thế nào, sợ rất là nhiều. Bạc trắng cả mái đầu đi. Cái đợt đấy mình phải như là phát điên phát dại ấy, phát rồ phát dại ấy, gần như là gần 2 tuần liền mình không có được một giấc ngủ ngon, cứ gọi là cả ngày cả đêm cứ mở trợn ngược mắt lên xong rồi bắt đầu là nhìn lên trần nhà, lúc nào là làm ly bì ấy, có khi làm ly bì mấy hôm xong lúc nào đói thì mới dậy ăn xong bắt đầu cứ làm ly bì như thế, xong là đến lúc nào mà mệt lắm thì bắt đầu lại thiếp đi, nhưng mà cứ cả đêm cả ngày ấy. Xong rồi bắt đầu là cứ trợn ngược mắt ra nhìn lên trần nhà mà bắt đầu tóc cứ bạc trắng ấy. Nó cứ các cái sợi tóc nó cứ chuyển sang bạc trắng đi mà thần kinh nó cứ đầu nó cứ giật 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 giật. Cảm giác nó quá sức chịu đựng, nó quá tải mà thần kinh nó căng thẳng, nó cứ như là phát điên ấy. Đợt đấy là mình tưởng là đứt dây thần kinh và đợt đấy là mình tưởng mình phải vào nhà thâm điên ấy. Nhưng mà nó rất may là cuối cùng là vượt qua được cái giai đoạn khủng khiếp đấy. Tức vừa uất ức mà lại vừa sợ mà lại vừa lo lắng nữa, lại không có đủ khả năng để bảo vệ mình. Mà cái vấn đề là mình không có tiền, mình không tạo ra trọng lượng, mình cũng chưa gây dựng được danh tiếng như bọn nó cũng nhiều kinh nghiệm hơn. Chúng nó nói thì mọi người tin nhưng mình nói mọi người lại không tin, thế là thành ra nhiều cái nó cộng vào. Bọn nó dùng rất là nhiều thủ đoạn, bọn nó cô lập mình, bọn nó dùng tiền mua chuộc những người xung quanh mình, mua chuộc một số người xung quanh mình, xong nó bắt đầu là những cái kẻ mà ăn tiền đấy thì khôn ngoan, xong bắt đầu dùng thủ đoạn để khiến những người khác gọi là nó cũng tạo ra những cái câu chuyện để khiến những người khác gọi là xa lánh mình, xong rồi bắt đầu cô lập mình đến mức độ mà những cái thời điểm mà mình khó khăn ấy nhá, khi mà ngân hàng lừa mình xong rồi bắt đầu là mình mang tiền đi trả nợ, mình mang tiền đi làm việc khác thì bọn nó lại không giải ngân nữa, xong bắt đầu nó giục nó đòi nó nói các kiểu, rồi nó bảo không trả nợ thì nó kiện rồi cho đi tù rồi là ra tòa ra cái gì đấy. Sau bắt đầu mình vay một ít bên ngoài chúng nó cũng cứ ầm lên, bắt đầu chúng nó dọa nọ dọa kia rất là căng thẳng. Thế giữa những cái lúc căng thẳng đấy thì giữa những lúc căng thẳng đấy thì bắt đầu là chúng nó cho người đến mời mình bán trứng, vô gọi là như kiểu là tạo tình huống rất tình cờ, xong là bảo mình bán trứng mà mình mới chứ nếu mà trường hợp mình đầu hàng khó khăn như thế mà mình leo lên bàn mổ chắc nó cắt cả buồng trứng của mình. Xong bắt đầu là nó còn ép mình đến mức độ là một mặt thì nó để các bên kia ép mình là phải giảm ngay, nếu không giảm thì phải đi tù. Một mặt nó cô lập, nó khiến cho đến gia đình mình cũng không cho mình vay, còn 2.000 trong túi cũng không vay được ai.
xong rồi bắt đầu là một mặt là nó tạo ra cái tình huống, một cái lối thoát cho mình, mà nếu như trường hợp mà mình nghe lời bọn nó thì mình sẽ vướng vào cái tai nạn, tức là nó tình thế nó rất là bí bách, mà nó dọa thì cái tình huống mà đứng trước cái nguy cơ vào tù thì cũng sợ lắm chứ. Thế là nếu như trường hợp mình tìm tìm lối thoát là dính vào tệ nạn như bọn nó thì đúng là đi đời xong. Nhưng rất may một cái là mình không đầu hàng trước khó khăn, mình không đồng ý với cả những đề những cái lời mời gọi ý lối thoát của bọn nó, xong mình từ chối, xong bắt đầu mình cố gắng mình tìm cách xoay sở đến mức độ mà đợt đấy mình làm đến mức độ mà cố gắng để chạy cho nó kịp, cố gắng kiếm tiền để trả nợ đến mức độ mà làm đến mức độ mà mình còn suýt bị điếc tai. Trả trả xong là thoát xong cái khoản đấy là nó gấp về thời gian nên nó không được thư thả, trả xong đến mức độ mình đi khám ra gọi là gần như là tức là tai mình còn không nghe được luôn, làm đến mức độ đấy thôi mà. Nói chung là nó ép người, nó nhẫn tâm, nó tàn độc, nó khốn nạn lắm chứ nó không phải bình thường đâu, mà nó lại xảo quyệt nữa, tức là nó dùng là nó giết người một cách gián tiếp. Nó điều tra rất kỹ mọi thứ về mình, từ sở thích ăn uống, từ thói quen mua bán, từ việc đi đâu các thứ. Nó điều tra rất kỹ. Chúng nó còn là cử người ấy. Ban đầu là giả vờ giúp đỡ nhưng mà tình hình là vì sau là hóa ra là phá hỏng làn da của mình, khiến cho mình bị lám sâu. Mà may một cái là nếu vì sau không tình cờ gặp được một người bác sĩ tốt ấy, người ta tình cờ người ta bảo cho mà dùng cái loại đấy thì bây giờ còn teo da nhăn da mà còn không chữa rồi, nó hủy hoại nhưng nó còn đầu độc cả thức ăn. Có những đợt mà ăn thức ăn xong mà bắt đầu là gần như là thần kinh mình cứ cảm thấy là đầu óc nó cứ quay cuồng, mà lúc đấy mình còn không biết là từ thức ăn mà ra, chỉ nghĩ là mình mệt hay gì nhưng mà đầu óc nó cứ quay cuồng mãi vì sau bắt đầu mình mới phát hiện ra là mình bị đầu độc. Mình bị đầu độc đến lúc mình dừng mình không ăn thức ăn một cái nữa thì không bị kiểu như thế nữa. Nói chung là khủng khiếp luôn á, thủ đoạn rất là xảo quyệt mà không để lại dấu vết. Kể cả nó dọa mình hay là nó định gây những cái tổn thương cho mình nhá, hay nó thuê giang hồ và đi theo mình nhá, hầu như là toàn xuất hiện ở những cái khu vực mấy cái đoạn hẻm vắng người hoặc là những cái khu vực thưa người, còn nó không, khi đông người chúng nó không bao giờ ra mặt luôn. Đến khi mình cứ điên loạn lên, mình cứ gào lên ở Facebook nhưng mà thành ra mình là con điên, nhưng mà trong khi đấy chúng nó cứ im lặng nhưng mà chúng nó cứ làm đằng sau nhưng mình không làm gì được, mình không làm gì được. Xong bắt đầu mình giải tỏa bức xúc thì mình cứ lên Facebook mình cứ gào ầm lên, mình cứ gào ầm lên thì trong mắt mọi người mình là con điên nhưng mà ở đằng sau thì chúng nó làm hại mình khốn nạn vô cùng luôn. Thực ra là có rất nhiều thủ đoạn mà mình không thể tưởng tượng nổi là con người có thể làm được những cái việc đấy, mình không bao giờ tưởng tượng được là con người có thể ác đến mức đấy. Đến mức độ mà khi mà tận khi mà mình về đây rồi chúng nó vẫn cứ dọa dập, ngủ rất là khó khăn. Buổi đêm bắt đầu là chúng nó còn không biết là tung gạch tung đá hay như nào, mình cứ làm cho mình cứ tưởng là có người phá cửa vào ấy. Nhiều khi có những thời kỳ là cứ nhiều khi là cứ phải thức cả đêm, cứ thức cả đêm xong bắt đầu ngồi canh, bắt đầu đợt nào mệt quá thì bắt đầu ngủ tiếp đi thôi. Nói chung là bọn nó khốn nạn lắm, là nhiều khi mà còn không ngủ được một giấc yên, có những thời kỳ mà không ngủ được một giấc yên. Dạo này thì đỡ rồi nhưng dạo trước là còn không ngủ được, cả đêm ngồi canh sợ lắm, xong là ban ngày không làm được luôn. Nó đủ thủ đoạn, nó đủ chiêu trò, nó chọc phá ngủ một giấc không yên, làm đâu nó phá đấy, nguồn thu nhập ở đâu chúng nó trang ngân hàng ra hết. Bọn nó chỉ nói một câu thì ngân hàng phản bội mình nhanh, chả có bí mật của khách hàng gì hết kiểu như vậy. Nhưng mà thực ra là nó rất khó, một cái như thế này, bọn đấy nó có tiền, nó có quan hệ cả về kinh cả cả về các mối quan hệ, cả về kinh tế, về chính trị các thứ. Ví dụ chẳng hạn như này nhé, bên ngân hàng bây giờ cũng tìm khách vay đúng không, bây giờ khách mua biệt thự của nó chẳng hạn, như là khách mua biệt thự của bọn nó là một căn biệt thự là 60 tỷ hoặc 30 tỷ, vay vào khoảng 80% hoặc 75% là ngân hàng được món to rồi. Thế bây giờ mình thì mình không đủ sức đến như thế. Đến lúc nhiều khi là vì cái lợi ích kinh tế hay là vì cái nọ cái kia, xong bắt đầu là bên ngân hàng cũng rồi các tổ chức tài chính cũng tiếp tay cho nó để quay mình. Mặc dù là mình xuất thân từ từ dân ngân hàng đấy, nhưng mà người ngân hàng cũng không bảo vệ mình đâu. Mà nhiều khi là
những cái công ty tài chính ấy còn hỗ trợ bọn nó quấy rối mình, xong là theo kiểu là gây sức ép để cho tâm lý mình rối loạn vào những cái thời điểm mình yếu đuối với áp lực, nó gia tăng áp lực ấy. Nói chung là có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà cái mục tiêu của bọn nó là gì? Tất cả những con đường mà chúng nó làm là đều là gì? Ban đầu là gián tiếp ép mình chết, ép gián tiếp không được thì bắt đầu trực tiếp tạo ra tai nạn không được thì đầu độc. Nhưng chúng nó cũng định giết mình nhiều lần, nhưng lúc thì chúng nó dùng rắn độc định thả vào, nhưng mà mình cũng phải chiến đấu rất là vất vả, cũng phải rất khó khăn để bảo vệ bản thân, và cũng phải nhờ rất là nhiều người hỗ trợ, chứ còn nếu không thì cũng chết lâu rồi. Thật ra là mình gào ở trên Facebook, một phần là mất mặt này, cả ăn cùng với cả thịt gà đúng không? Mình gào trên Facebook một phần là để giải tỏa cảm xúc những cái lúc nó điên loạn, tức giận cần giải tỏa cảm xúc, nhưng một phần nữa là mình cũng khi mà mình nói lên như thế, ít nhiều có cái vấn đề của mình ghi lại ở đấy thì chúng nó cần giữ hình ảnh đẹp để lừa đảo, thì chúng nó sợ, chúng nó không dám thẳng tay giết mình hơn. Chứ còn nếu mà cứ im lìm có khi mình chết lâu rồi. Lúc trước ấy, mình chưa sang đấy làm thì mình rất ngưỡng mộ vùng đất của quỷ, mình rất là ngưỡng mộ cái thằng tỷ phú đấy, mình cảm thấy nó thật là vĩ đại, thật là thần thánh, thật là nói chung là kiểu là không thể dùng cái từ nào mà diễn tả được, nhưng mà mình cảm thấy gọi là rất là kính phục, rất là ngưỡng mộ. Đến lúc sang bên đấy mình bị chúng nó lừa, lợi dụng công sức xong là lừa cướp đi thành quả gần 2 thập kỷ của mình. Nói chung là mình như là phát rồ phát dại nha, mình không bao giờ có thể tưởng tượng được là cái bộ mặt thật ở phía sau ống kính của bọn nó lại khốn nạn mà nó lại tàn độc mà nó lại mất nhân tính đến như thế. Cuối cùng mình phát hiện ra một điều là gì? Bọn nó giàu như thế không phải là do giỏi, bọn nó toàn làm ăn phi pháp với cả toàn cướp của những người như mình là chính ấy. Nó phải phá hủy rất nhiều tài hoa của đất nước, rồi nó lợi dụng những người giỏi nhưng mà kiểu là thân cô thế cô, không có nền tảng đủ để bảo vệ bản thân như mình, thấp cổ bé họng, xã hội ít người biết đến. Nó có giết mình thì mọi có khi nó nói vài câu thì cả xã hội lại quay ra phê phán mình, phê phán những người như mình chứ không ấy. Nó biết cách để làm cho mọi người tin nó kiểu nó có cả một cái phòng PR, nó có nhiều kinh nghiệm, nó biết cách hơn, nó biết cách cho nó không không loay hoay vụng về như mình. Nên thêm một cái nữa là nó có nguồn lực, nhiều bên báo chí phóng viên á, có những người còn ép doanh nghiệp là để lấy tiền để lấy, thành ra là nó cũng rất là dễ mua báo chí. Nói chung bọn đấy nhá, nó cứ trước mặt công chúng, trước mặt số đông ấy, thì nó xây dựng một cái hình ảnh rất là long lanh hoàn hảo tử tế, nhưng mà ở phía sau nó thì cái cách kiếm tiền là chủ yếu là bằng những cái hình thức phạm pháp với cả những cái hình thức tội phạm, hoặc là lừa cướp giăng bẫy, những cái trường hợp mà làm được ra sản phẩm nhưng mà không có khả năng giữ như mình ấy. Cái kiểu nó sẵn sàng là phá hủy rất nhiều nhiều người. Mình tin chắc rằng với cách như thế thì nó sẽ phá hủy rất nhiều người có năng lực, có rất nhiều những tài hoa của đất nước mình sau khi nó lợi dụng xong. Thì cái nó xảo quyệt một cái là như này này, bọn nó lại rất có kinh nghiệm, cho nên nó nhìn được là nếu như trường hợp mà ai mà có nền tảng, có thế lực ấy, thì nó lại lịnh nọt, nó lấy lòng, nó lại đối xử kiểu khác. Nhưng mà mình những cái đứa mà ví dụ mình cái đợt đấy là mình nghĩ là mình là con mồi, là bởi vì là mình ngơ ngơ, mình kiểu dân mọt sách sang ấy, thì là nó vẫn với cả dân làm chuyên môn sang, thì dù gì ngân hàng nó mới thiên về chuyên môn ấy, thì nó vẫn có những cái mà mình bị hơi bị hạn chế, với cả gọi là thiên về cái chủ nghĩa chia sẻ yêu thương, chứ nó không phải là cạnh tranh giết nhau để sống. Thành ra là mình vẫn có những cái gọi là nhiều khi mình vẫn hơi ngơ ngơ và hơi hạn chế. Thì cái điều kiện của nhà mình kể cả về kinh tế và thế lực ấy, nó đều không tốt, nhà mình rất là bình thường, thì nó cảm thấy là mình có thể là một dễ bắt nạt, không có tiếng nói, không có nguồn lực,
để vạch mặt chúng nó. Cho nên những người như mình sẽ là nạn nhân, sẽ là rơi vào trong tầm ngắm. Và đối với những người như mình, chúng nó sẽ săn đuổi đến tận cùng, lợi dụng kiệt quệ, săn đuổi tận cùng và cư xử vô cùng tàn độc và nhẫn tâm. Nhưng đối với những người mà có năng lực, có khả năng phản kháng mạnh mẽ ấy, tức là đối với những người gọi là có thế lực ấy, có khả năng tổn hại cho chúng nó, thì chúng nó lại không cướp của những người đấy. Nó lại xảo quyệt một cái là như thế. Thành ra nó sống rất là dai và nó cướp được của rất nhiều người. Mình là rất ngại va chạm, cảm thấy là có va chạm thì mình thường là nhường, từ bỏ lợi ích để nhường mọi người để tránh va chạm. Mình cũng ngại chỗ đông người thì cái trước khi mình sang đấy thì tính cách của mình như thế, thì chắc là vì như thế cho nên chúng nó mới nghĩ là mình là con mồi thích hợp. Còn sau khi mà chiến đấu với cả bọn nó một thời gian dài thì tính cách của mình cũng có những cái nó cũng thay đổi nhất định, mình cũng mạnh dạn hơn và mình cũng không nhường nhịn, bao dung dễ cảm thông nhiều như trước nữa. Tại vì cứ bao dung cảm thông xong người khác cứ giết hại mình ấy, thì cũng không thể bao dung mãi được ấy. Nói chung là bọn này nó rất xảo quyệt và rất là khốn nạn, rất là tàn độc luôn. Nó cố gắng tạo ra một cái bộ mặt đẹp để chúng nó là tranh thủ cái sự ủng hộ của công chúng. Chúng nó bán hàng nhiều với giá cao và bán được nhiều, nó sẽ thu được lợi nhuận về túi nó, cứ lấy mác và theo kiểu yêu nước hay gì đấy. Nhưng mà thực ra là chẳng có yêu gì cả, mà mọi người là cúng những đồng tiền lao động vất vả của mọi người, bưng mồm bưng miệng của vợ con chồng con mọi người, xong là cho vào túi chúng nó để chúng nó ăn chơi phè phỡn chứ không phải không đâu. Xong rồi hay là nó lại lợi dụng chính sách, chúng nó làm từ thiện thì chúng nó được khấu trừ thuế, rồi là như kiểu là một cái biện pháp PR marketing ấy, chứ nó cũng không phải là theo kiểu là từ thiện theo kiểu từ tâm đâu. Nó tính toán hết ấy, chứ nó không có sự tử tế từ tâm đâu. Mà bắt đầu nhé, chúng nó kiếm được tiền từ lừa đảo, từ cướp bóc của người khác, xong nó dùng tiền đấy nó thuê những người có trình độ, có tiếng tăm ở những ngành lá mốc mật này, lá mốc mật ăn cùng ngon thơm ở những ngành khác vào để tạo ra cho nó một cái hình ảnh đẹp, làm hình ảnh rất cực kỳ bài bản luôn. Chúng nó có hẳn một phòng PR, mua báo chí tung ra cho báo chí bài viết để định hướng dư luận, để dư luận ngợi khen chúng nó, kiểu dắt mũi dư luận luôn, làm cực kỳ cao thủ và bài bản, đầu óc tính toán cực kỳ khiếp. Mỗi tội là gì, người ta tính toán để tạo ra giá trị thật, giàu lên từ việc làm ra gia tăng giá trị thật, xong rồi mọi người xung quanh nhờ nhờ, thì chúng nó toàn tính để đi cướp mới đi lừa người khác, lừa theo đường dây, nó lừa cả một hệ thống, lừa theo đường dây ấy. Nói chung là cực kỳ khó thoát luôn. Bình thường như anh nhá, bình thường là ví dụ các bạn hình dung nhé, là một bộ tộc đang đi hái quả rừng, lúc được lúc trăng, lúc trăng hay chớ lúc no lúc đói, cả quả rừng cạn thì đói. Bây giờ là người người ta tử tế với người ta có đầu óc ấy, thì người ta nghĩ ra cách gọi là canh tác thực phẩm dồi dào, ăn quanh năm mà không cần phải tranh giành, không cần phải giết nhau, hay là gọi là cải thiện những cái phương pháp mới. Nhưng mà bây giờ nhé, chúng nó cái thời kỳ mà chúng nó tạo ra tiền ấy, toàn là gọi là điên cướp thôi. Nó đợi người khác làm vất vả làm ra xong nó cướp, cướp như cướp của mình ấy. Nó cướp nhưng mà nó vẫn bảo vệ được cái hình ảnh của nó là gì, nó cướp đúng đối tượng, cướp được những người thấp cổ bé họng và không có khả năng phản kháng như mình. Mình là một trong số gọi là vô cùng hiếm hoi trong nhiều năm dám phản kháng, thì nó săn đuổi, nó dọa giết, gọi là nó định giết thật, dọa để cho mình tự tử, với tìm cách để cho mình tự tự tử. Mình không tự tử mình vượt qua được cái ngưỡng đấy thì nó định giết mình thật, giết được bao nhiêu lần đấy. Nói chung là bọn này rất khốn nạn. Nếu mà trong mắt mọi người trong xã hội thì chúng nó đang sống một cuộc đời rất là thành công, địa vị kinh tế cái gì cũng có, nhưng mà theo mình đánh giá thì như thế nó là một cái cuộc đời đại bại, nó còn thê thảm hơn cả mình. Tại vì làm sao, anh có tiền mới có địa vị nhưng mà anh lại phải bán cả linh hồn đi, không có một chút nhân tính nào, thì như thế là gọi là không chịu được sức ép của xã hội, hay vì cạnh tranh mà lại phải phải bán cả lương tâm nhân phẩm của mình. Như thế là một cái sự yếu đuối trước sức ép mà phải cố tìm chỗ đứng, cho nên phải bất chấp tất cả. Một cái việc mà mình phải chấp nhận bán linh hồn cho quỷ, chấp nhận làm những cái việc gian ác, đại gian đại ác mà đại bất lương như thế, khốn nạn như thế để kiếm đồng tiền, nói thật là gọi cuộc đời tận cùng của đại bại luôn. Nói chung là mình thấy là đấy một cuộc đời tận cùng của thất bại luôn, chứ không phải là không. Mình
mặc dù là trong mắt của thiên hạ thì mình là một người gọi là bây giờ là đang thất bại thê thảm, nhưng mình đang chiến đấu bảo vệ nhân phẩm của mình, không để cho mình làm việc xấu. Chúng nó đang ép mình sa vào những cái việc xấu, chúng nó đang ép mình biến đổi, chúng nó dùng mối quan hệ về kinh tế chính trị để nó cắt hết những cái nguồn thu của mình làm đâu nó phá đấy, không có nguồn thu để không có nguồn thu, mình làm đâu nó phá đấy, xong bắt đầu nó cứ làm hại mình, bắt đầu nó dồn ép mình vào đường cùng. Mình thậm chí mình trồng cái cây nó rổ cả rễ, mình nuôi con gà nó cũng bẻ cổ, hoặc là bắt bẻ cổ lúc bé, bắt trộm lúc lớn, nó triệt tiêu mọi đường sống của mình luôn. Mình chiến đấu tự bảo vệ bản thân và đấu tranh với chúng nó là gần nửa thập kỷ rồi, vô cùng mệt mỏi. Thực sự là đến lúc mà khi mà nó khổ đau với cả lo sợ nhiều quá rồi, nó đến cái giới hạn rồi, thực kiểu mẹ nó mày chết thì hôm nay cũng phải sống đã, thành ra là bây giờ thì mình cân bằng hơn, mình cứ mặc kệ, vẫn ăn vẫn uống vẫn vui chứ. Rất chứ còn một thời gian trước á, cảm giác cứ sợ hãi khủng khiếp á, cứ lửa đêm á, cứ làm mơ mình bị chúng nó bắt với cả giết, xong là dậy á cứ lạnh dọc sống lưng đi á, mở là thần kinh nó cứ quay cuồng, cứ điên loạn như vậy, sợ lắm. Bây giờ thì dần dần mình cũng cũng quen ấy, nhưng mà dần dần thì cũng quen, thì cũng cân bằng được thì cũng đỡ, nhưng mà gọi là bọn nó rất biết thủ đoạn để nó đe dọa gây sợ hãi và nó khiến cho người khác phát điên phát loạn. Mình nghĩ là mình, chứ nếu mà là một người mà yếu bóng vía hơn ý, thì chắc cũng là vào nhà thương điên rồi, hoặc là tự tử rồi, không trụ được đến bây giờ. Mình đang rất là nỗ lực để gây tổn hại cho bọn họ, gây tổn hại trên nhiều phương diện và trên nhiều cách. Mình hướng đến việc là hủy hoại tập đoàn đấy, khiến cho bọn họ sụp đổ và tru di cột mầm thâm rễ trong nó. Không một đứa nào trong cái dòng tộc đấy của mà mình muốn là cả cái dòng tộc của bọn chúng là phải tru di hết, rồi cả dàn lãnh đạo phải kéo nhau vào tù hết, tất cả những cái bọn môi giới mà tham gia làm việc ác, tham gia cướp bóc đấy nhá, chặt đầu hết, băm trả hết. Chúng nó ác, mình khóc lóc, mình nhờ vả, mình xin xỏ, chúng nó chỉ lấy mình ra làm trò đùa, chúng nó nhạo báng, chúng nó tổn thương mình thôi. Mình chỉ có một cái cách duy nhất là mình phải ác hơn chúng nó thì mình mới trấn áp được chúng nó, mà mình phải mạnh hơn chúng nó mới trấn áp được nó. Còn nếu không mình phải biết cách chiến đấu. Nói chung là mình rất là bị đuối sức chứ không phải là không đâu. Đến cái thời điểm mà mình nói chuyện như thế này á, là mình cũng xác định là cái kết cục của mình nó rất là bi thảm. Là khi mà mình cố gắng hạ bọn nó mà bọn nó quá mạnh như thế, thì mình cũng xác định một cái là kết cục rất là bi thảm chứ không phải là không đâu. Nó nhiều khả năng là không biết là tương lai như thế nào. Thì mình hy vọng là có thể hạ được bọn họ, khiến bọn họ sụp đổ, và đồng thời là những cái chính trị gia bẩn ở đằng sau mà ăn ngập mõm trong tạo ra ác quỷ như thế lôi ra hết. Mọi người người mà còn nhớ cái vụ là Phạm Nhật Vũ, em trai của Phạm Nhật Vượng Vingroup không? Phạm Nhật Vượng là chủ tịch của Vingroup, còn Phạm Nhật Vũ là em trai của Phạm Nhật Vượng. Thì cái thằng Phạm Nhật Vũ này nhá, nó trước khi cái vụ án là Mobile Phone mua AVG lộ ra là nó là một cái loại lưu manh trộm cướp, nó ăn cướp gần 9.000 tỷ tiền thuế của dân chỉ trong một cái phi vụ như thế, mà gọi là chị mà nó cứ gọi là vài thằng chính trị gia bẩn kết nối với cả mắc nối với cả mấy thằng ăn cướp lưu manh với cái mác doanh nhân như thế đấy, thì làm gì còn tiền, bảo làm sao mà trẻ em trả trên đầy vùng trả cởi chuồng bơi qua sông để đi học, tại vì không có tiền xây cầu, đu dây đi học thì đu dây từ bên trên xuống đi qua thung lũng sợ chết khiếp đi. Nào bởi vì làm sao tiền đổ về thì toàn quan chức với cả cái bọn đại gia tài phiệt đấy nó bắt tay nhau nó đớp hết rồi, nó đớp hết rồi thì dân mình mới khổ thế. Vừa mới Covid một tí bao nhiêu người ạ, có đầy người ăn mặc lịch sự, còn muối mặt chấp nhận là mất mặt để đi xếp hàng lấy vài cân gạo cứu tế, như thế nó cũng phải khó khăn lắm người ta mới chấp nhận được đến mức độ như thế, dân thì khổ đến mức như thế, những cái vùng ngập mặn các thứ người dân khổ vô cùng, nhưng mà chỉ có một số những cái thằng quan tham với cả cái bọn tài phiệt đấy nó ăn ngập mõm. Bây giờ nhá, bọn môi giới nó kiếm, kể cả từ môi giới bất động sản các thứ cũng kiếm, nó kiếm một tháng mà người khác làm cả năm hoặc là vài năm. Mình vào đấy một thời gian mình biết, thì làm sao bây giờ những cái đất nước gì, những cái đất nước mà cái tài nguyên đất của người ta không phong phú như Việt Nam,
đời sống kinh tế của người ta, người dân của người ta được đảm bảo hơn, các cái phúc lợi xã hội được đảm bảo hơn, được chăm sóc tốt hơn. Thế mà giá nhà ở những cái đất nước mà quản lý tốt nhá, thì nó thông thường nó chỉ cao gấp 5 đến 7 lần thu nhập bình quân đầu người. Nhưng ở một cái đất nước mà gọi là ít thiên tai như Việt Nam, mình không bao giờ nhiều thiên tai như là Nhật Bản hay là Philippines, mình cũng không bao giờ bé nhỏ rời rạc như là Singapore, thiếu đất như Singapore hay là Nhật Bản hay là nhiều đất nước khác. Mình so với nhiều nước trên thế giới là tài nguyên đất của mình vô cùng phong phú, vô cùng nhiều luôn, rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu, đất đai của mình bát ngát mênh mông luôn. Thế mà người dân mình khổ không? Trong khi nước người ta là mua nhà gấp có 5 đến 7 lần thu nhập bình quân đầu người, dân Việt Nam mình nha, mua nhà mọi người là mua nhà là cao gấp 28 lần thu nhập bình quân đầu người, mà trong khi đấy nhà của mình là xây không đạt yêu cầu chất lượng như là nước ngoài. Các cái khu chung cư nhá, thì nhà cứ nối nhà, các cái khối tòa nhà nó cứ lối, nó cứ gần nhau san sát ấy, toàn bê tông thôi, không đủ diện tích về cây xanh. Mà những cái nhà mà xây kiểu thế nhá, nói chung là gì nhỉ, như là đài hóa thân hoàn vũ luôn, chỉ cần một cơn gió đến nhá, lửa hỏa hoạn mà một cơn gió đến nhá, nói chung là nó cuốn vào thì thôi, thì cứ xác định là đi hết, mà chung cư còn không đạt yêu cầu chất lượng, xây thì toàn toàn chủ yếu là trồng 4 năm 40 tầng, 45 50 tầng lên, thế mà bán là bán gấp 28 lần thu nhập bình quân đầu người. Đấy là vì sao? Đấy là vì cái lũ ở bên trên ấy, cái lũ sâu mọt bên trên ấy, cái lũ quan chức với lại cái bọn doanh nghiệp nó có tiền nó đút vào cho quan chức ấy, chúng nó bắt tay nhau, chúng nó làm luật, làm các thứ, luật ra chỉ để chèn ép người nghèo, còn đâu trao công cụ cho bọn nó để bọn nó kiểm soát người dân và chúng nó thu lợi. Tóm lại, nói chung là mình cũng không muốn nói nhiều, nói thế là mọi người tự hiểu, nhưng mà ý mình nói như thế này, có rất nhiều cái luật mà chủ yếu là bảo vệ quyền lợi với cả thu nhập của người giàu, trao công cụ cho người giàu, nhưng không bảo vệ quyền lợi chính đại chính đáng của số đông dân chúng. Cái điều rất đáng buồn cho chúng ta là có quá nhiều quan chức tham nhũng, công quyền tham nhũng, nó gây để khổ cho người dân. Bây giờ là do sự tham nhũng và sự câu kết giữa họ, mà cuối cùng là hàng trăm triệu dân là phải còng lưng ra làm để nuôi một bọn, một nhóm nhỏ, một 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 cái khu vực nhỏ, nó ăn chơi nó phè phỡn. Bây giờ mọi người đọc báo mọi người biết đấy, bây giờ một cái nó trả cho gái bán dâm là 30.000 đô la một đêm. Nếu tiền mà không tham nhũng, mà không cướp được từ ngân sách nhà nước, không 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 lừa được ra như cái vụ mà chỉ một phi vụ Phạm Nhật Vũ, trong cái vụ là Mobifone mua AVG cướp 9.000 tỷ tiền thuế, gần 9.000 tỷ tiền thuế của dân, trừ một ít tiền đút lót đi thì nó vẫn còn đầy. Nếu như trường hợp mà chúng nó không cướp được tiền như thế, làm sao mà có những kẻ trong nền kinh tế Việt Nam mà dám là bỏ 30.000 đô la chỉ để mua dâm trong một đêm, mà nó phải tiêu bao nhiêu lần như thế? Thế là phải biết là gọi là gì, bây giờ một nhóm nhỏ ăn chơi phè phỡn trên công sức, trên máu xương của bao nhiêu người, làm nửa đời người bắt đầu mới mua được cái nhà luôn, vô lý thế. Đáng nhẽ ra là nếu như trường hợp mà không bị bóc lột đến mức như thế, mọi người có thể dùng cái tiền đấy để đầu tư phát triển, để du lịch, để ăn chơi, nó phải khác, đúng không? Nó có rất nhiều những cái gọi là vô lý và bất công ở đất nước mình. Bây giờ là một nhóm nhỏ hút máu của số đông nhân dân, trấn áp của số đông người dân, những người dám nói như mình, những người dám đấu tranh như mình bị săn đuổi, bị cô lập và bị nằm trong vòng phải chết. Bây giờ mình gọi là sống vô cùng khổ và vô cùng khó khăn, cái điều kiện của mình gọi là nó dưới cái khả năng, tức là so với cái khả năng, cái sức lao động của mình thì mình đang sống dưới cái mức đấy rất là nhiều luôn. Nhà ở hiện tại của mình rất tồi tàn, khi mà mình dám lên tiếng á là họ tìm mọi cách là phá mọi nguồn thu của mình, cô lập mình, gây sợ hãi cho mình, ép mình chết, giết mình, giết hụt bao nhiêu lần rồi, nó đủ thủ đoạn luôn, khốn nạn cực kỳ luôn. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là gì, Việt Nam mình đang ở trong cái tình trạng là hàng trăm triệu dân cày và chịu khổ, làm hùng hục với chỉ đủ ăn mới rơi một tí, rơi một tí, mà cái phần công sức của người dân được hưởng nó không xứng đáng công sức bỏ ra. Bao nhiêu năm cứ nói là tăng trưởng mới gì, tăng trưởng nhưng mà dân khổ bỏ mẹ. Chỉ có những người mà phục tùng và dám làm ác thì một cái nhóm đấy thì là được nhiều, còn đâu gọi là nó chỉ lâm một tí thôi. Nhưng mà nếu mà so với cái mức độ phát triển của những quốc gia khác thì người dân của mình lại hưởng không xứng đáng với công sức bỏ ra, so với Lào với Campuchia.
Các nước ASEAN tăng trưởng, nhưng mà tăng trưởng đi đâu, tăng trưởng để cho ai, ai được? Nếu như trường hợp mà tăng trưởng mà vào là túi của quan tham với lại túi của một số doanh nghiệp, thế tăng trưởng thế để làm gì? Nó bắt cóc người dân của toàn nền kinh tế làm người phục vụ xây dựng cho mục đích của chúng nó à, đúng không? Mình thấy không ổn, có rất nhiều thứ phải chấn chỉnh lại. Có điều rất may mắn cho chúng ta là gì, trong hệ thống công quyền của chúng ta hiện nay có những người cũng đang chịu vất vả và mạo hiểm để chiến đấu. Công an có công an bẩn, phóng viên có phóng viên bẩn, quan chức có quan chức bẩn. Mà cái bọn mà kiếm tiền bẩn thỉu này, cái bọn doanh nghiệp các thứ kiếm tiền bẩn thỉu này thì nó sẵn sàng giết người, nó làm mọi thủ đoạn để giết người, để giữ cái mối lợi của nó. Cho nên là những người chiến đấu là đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và nguy hiểm. Mình sẽ không thể ngồi đây và không có cơ hội ngồi đây mà nói những lời như này nếu như tất cả đều xấu. Và nó bởi vì là rất may là có những người đang chiến đấu bảo vệ chúng ta, đang chịu rất nhiều rủi ro để bảo vệ chúng ta, họ phải hy sinh rất nhiều để bảo vệ chúng ta. Họ đang phải đấu tranh, cho nên là mọi người mới được bình yên như thế, và mình mới có thể là ngồi đây để mà nói lên những cái cay cú bức xúc của mình như thế và những cái vấn đề hiện tại đang có như thế. Thế nhưng mình thấy là gọi là cứ một nhóm nhỏ người không đủ, sức nó có hạn mà lực nó đã có hạn. Mình thực sự mình cảm thấy là gì? Một cái là rất nhiều người tài của Việt Nam ấy, năng lực thì có nhưng mà vô cùng đớn hèn và hèn kém. Vì miếng cơm manh áo, vì tìm một cái chỗ đứng trong xã hội, họ sẵn sàng cúi đầu, chịu nhục, phục vụ tiểu nhân, ca ngợi tiểu nhân. Thỉnh thoảng mình thấy một cái chị nào đấy hay một cái em nào đấy ca ngợi một tập đoàn nào đấy, mình chỉ muốn nhổ nước bọt thôi. Và người nó vô liêm sỉ, nó thấp kém đến thế là cùng. Ông trời cho điều kiện tốt, ông trời cho tài năng, nhưng mà lại chỉ vì những cái danh tiếng các thứ bình thường mà bắt đầu là đi gọi là lịnh quỷ lên trên mây. Thậm chí là biết rõ là đã có những cái vụ án mà nó đã được phanh phui ra với cách kiếm tiền rất xấu của nó. Mình nói thật là mình rất khinh bỉ những cái người có tài năng mà sống một cách nhục và hèn hạ như thế, không dám đấu tranh. Nói chung là cái loại như thế mà có tài nhưng mà còn không bằng những người lương thiện bình thường luôn. Nhục, nhục, hèn, địt mẹ cái loại hèn, mang tiếng là khoe tài nhưng mà toàn cái tài đấy làm gì? Bám váy tiểu nhân, cúi đầu xuống niếm cốt giày tiểu nhân, cúi đầu xuống niếm cốt giày cái loại quái vật hại nước hại dân, để xác lập một cái vị trí không đứng được thẳng lưng, không tự mình đứng thẳng lên mà xác lập vị trí, không không đi được mà vẫn còn là sợ sợ hãi, xong rồi làm như thế. Nói chung là khinh, là không có tài thì nó còn đỡ, trong có tài mà như thế còn khinh còn hèn. Nói chung là mình thấy Việt Nam có rất nhiều người gọi là có tài nhưng mà rất hèn như thế. Mình nghĩ đã đến lúc gọi là mọi người nên có trách nhiệm với thời điểm hiện tại và cả con cháu chúng ta sau này. Đến lúc phải chiến đấu rồi, mọi người đừng hèn mà đừng sợ nữa. Nó phải có là ví dụ chẳng hạn như mình, đúng không? Mình có thể là mình sẽ có một cái kết cục rất là bi thảm, mình sẽ hy sinh, mình sẽ chết đường chết chợ, hoặc chết ở đâu đó, hoặc bị chúng nó dồn ép vào một cái cách nào đấy mà đến lúc mà đến đường cùng chúng nó, có thể là mình sẽ thắng, mình bảo vệ được mình và mình hạ được chúng nó, nhưng cũng có thể là chúng nó sẽ hạ mình. Mình chưa biết được cái tương lai nó như thế nào mà bây giờ mình cũng đang rất là đuối sức, mình cũng đang rất là điên, mà mình cũng sẵn sàng là gọi là đang ở trong cái thế là khi mình nói chuyện như thế này là mình cũng đang ở trong cái thế là mình đã lên kế hoạch để liều mạng để kéo bọn nó chết theo mình, để vạch mặt bọn nó trước bàn dân thiên hạ, rồi sẵn sàng mình chết chúng nó chết theo. Thế nhưng mà gọi là một mình chưa đủ, ví dụ chả ví dụ thôi hôm nay mình sắp sàng là để chúng nó hủy hoại cuộc đời mình chấp nhận chịu khổ đi, mình có là tô vĩnh diện lấy thân mình chèn pháo để đẩy đi lên đi, nhưng mà cái cỗ xe chiến đấu đấy thì nó vẫn cần những người khác tiếp 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 tục. Mọi người phải ngẩng cao đầu lên, sống một cách nó hiên ngang và đàng hoàng lên, nó phải kiêu hãnh lên, nói chung là phải có dũng khí đấu tranh với tội ác, có dũng khí đấu tranh với bọn quan tham, mà phải có dũng khí sống một cuộc đời nó kiêu hãnh và ngẩng cao đầu. Đừng nghĩ đến cái việc gọi là cướp bóc của người khác, hay là đừng nghĩ đến việc gọi là cúi đầu chịu nhục, làm việc ác, làm chuyện bất lương, thỏa hiệp để vì cuộc sống. Không, nó có một cái lối đi khác. Mọi người có thể là thay vì là ngày đêm suy nghĩ để hại người, để cướp tiền, để giành phần của người khác, mọi người có thể là nghĩ cách tạo ra những cái mới, tạo ra sản phẩm mới và gọi là tạo ra nhiều giá trị hơn. Tất cả đều sung sướng hạnh phúc. Mà nói chung là làm sao mà gọi là hàng trăm triệu dân, bao nhiêu người tài,
lại còn những người Việt kiều tài nước ngoài mà để cho mấy thằng quan tham với cả để cho mấy cái bọn doanh nghiệp nó điều khiển, nó chi phối, nó sai khiến tất cả. Bây giờ nó cướp của người này xong bắt đầu nó lại thuê người tài năng khác để làm việc phục vụ cho mục đích của nó, để chúng nó bên trên chúng nó gọi là cười nhạo, làm hại mọi người. Nó thích mang ai ra săn là nó săn, nó mua vui. Không được, mất nhân tính như thế, cái loại quái vật, súc vật, cái loại không còn nhân tính như thế. Nó có là tỷ phú, nó có là gì, nó cũng chỉ là rác rưởi, là cặn bã. Chúng ta có quyền nhổ vào mặt nó, xỉ nhục nó và đến lúc phải tước tính mạng của nó, tru di cả gia tộc của nó. Con cái, bố mẹ nó không ai được sống hết, tại vì cái bọn đấy nó đều sống bằng tiền bắt nương, từ cướp của những người hiền lành lương thiện như mình, từ phá hủy những cuộc đời như mình để có được. Con cái chúng nó tiêu vào cái đấy là nó có dính vào nghiệp rồi, và nó chịu nghiệp thì nó phải trả bằng tính mạng. Đến lúc tất cả đều phải chiến đấu rồi. Nói chung là mọi người mình cảm thấy là rất bức xúc một cái là khi lên mạng mọi người cứ chê trách đất nước thế loại thế kia. Thế sao mọi người không đứng lên để chiến đấu đi? À, bây giờ là cứ khôn, cứ chơi theo kiểu là gì? Bây giờ là tôi cứ gào lên như thế, tôi nói cái tôi muốn, còn đứa nào ngu thì cứ xông ra mà chiến đấu đi, xong rồi chết thì chết đi. Còn đâu đến lúc mà chiến đấu xong thành quả thì người khác hưởng cho. Ôi trời ơi, chơi khôn như thế thì ai mà chả khôn được. Bây giờ ông muốn một cái xã hội tốt đẹp hơn, ông muốn ít quan tham hơn, ông muốn gọi là đấu tranh cho quyền lợi của ông muốn con cái ông sướng đúng không? Tham gia vào chiến đấu đi, chứ đừng có ngồi đời ngư ông đắc nợ nữa. Nói chung là mệt lắm, chỉ có vài nhóm nhỏ người chiến đấu không chịu được đâu, mà chúng nó gọi là cái bọn nó không ra gì, nó mạnh lắm mà nó cũng đủ dùng đủ thủ đoạn. Nhưng trong khi nhá, mình còn chiến đấu, mình còn phải theo kiểu là gì, mình ra đòn với bọn nó mình còn phải tính toán xem làm sao là liệu có thể hối cải được bọn nó hay không, làm thế nào để nó không tổn thương quá, làm thế nào để ra đòn vừa đủ. Trong khi bên kia nó ra đòn là gì, ra đòn là tận diệt, ra đòn là hủy hoại mình, ra đòn là muốn để cho mình ê chề nhục nhã và phải tự tử, phải mất mạng luôn. Nó rất là nó gọi là hai cái trạng thái nó rất là khác nhau, cho nên nó rất là khó, mà thực sự là mệt rồi. À, cảm thấy bị đuối sức ấy. Mình nghĩ là thứ nhất là những người tài của nước mình ấy không nên hèn kém sống một cách nhục nhã như thế nữa. Cái gọi là danh tiếng, xác lập địa vị xã hội nó không có phản đáp. À, nó trong cái điều kiện bình thường thì tốt, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ có một cái là mọi người phải sống xứng đáng hơn với tài năng của mình. Các bạn tài năng, tất cả những ngành nghề phải tham gia một cuộc chiến này, lột mặt quan tham, để mẹ những cái thành phần nào mà móc nối nhau ăn dây xong rồi là cướp bóc tiền thuế qua nhiều những cái vụ thương vụ như kiểu Mobifone mua AVG nhé. Phải lột mặt nạ chúng nó ra trước bàn dân thiên hạ, lôi chúng nó ra cho chúng nó bị sỉ nhục, để cho sử sách nghìn đời nghìn năm sỉ nhục chúng nó. Mình nói thật nha, mình gọi là lừa thập kỷ nay nhá, mình sống không bằng chết luôn, tại vì cứ nghĩ đến cái việc là chúng nó lừa mình, chúng nó cướp bóc mồ hôi xương máu của mình, xong chúng nó còn săn đuổi của mình. Nhưng mình nói thật là nó gần như là gọi là lúc nào lửa giận nó cũng ngùn ngụt lên muốn giết người, luôn luôn nghĩ đến việc là chặt đầu chúng nó, băm trả chúng nó ra. Cảm giác là nó vậy vô cùng tức giận, mà đấy là mình còn nói được mà mình còn hạ giận như thế, mình còn liều mạng để nói mà mình còn dám nói để cho nó hạ giận, mà mình còn gần như là phát điên phát dại, nhiều lúc như là dô dở dại nhưng không kiểm soát được như thế. Thế mà những người mà bị chúng nó ép để bị hại cũng không được nói, bị chúng nó làm hại, bị chúng nó cướp bóc lại còn phải khen chúng nó, thế thì nó còn uất ức, nó còn cay đắng đến lúc nào. Chúng nó kiếm được ra những cái đồng tiền như thế, đó là gọi là bao nhiêu những cái ai oán khóc than và bao nhiêu mạng người ở khắp nơi rồi. Chỉ có cái là mọi người đều thấp cổ bé họng kiểu như mình này này, nhưng mọi người còn không có khả năng để phản kháng như mình cũng thấp cổ bé họng, nhưng đến lúc bị dồn vào đường cùng mình còn dám phản kháng, mình còn nói như được, còn nhiều người khác còn không dám nói. Nhưng chúng mình không thể để những cái bọn gọi là lừa đảo được. Mình nói Phạm Nhật Vũ là mọi người tự liên tưởng ra nhé. Ví dụ mọi người còn hơi để cho nó đỡ phạm luật thì như này, mọi người còn nhớ cái nói sang chuyện của mọi người còn nhớ cái vụ mà Khải Siêu không, bán khăn lụa Trung Quốc giả, rồi gần thấy báo viết là gần 35 mà các cơ quan chức năng với cả người tiêu dùng bây giờ mới biết, mà trong khi đấy trước đấy là Khải Siêu đi khắp nơi dạy đời dạy đạo đức cho cả thiên hạ luôn, thậm chí là chuẩn bị lên chương trình sách tay. Người thấy không, chứ những cái loại đến cái thế hệ chúng mình khinh, cái khinh bỉ coi thường và phỉ nhổ vào những cái loại đại gia, cái lớp đại gia đi trước kiếm tiền một cách nhơ bẩn như thế. Cái loại đấy là loại cặn bã rác rưởi, tội đồ của đất nước, tội đồ của dân tộc. Chúng ta không thể là nhìn nhá, mọi người lên thông minh, những cái kiếm tiền chúng nó giàu phải hỏi rằng chúng nó
kiếm tiền bằng cách gì, nó có ra giá trị cho đất nước hay không, nó có ra giá trị cho những người xung quanh hay không, cái nó giàu lên bằng việc làm ra giá trị hay nó giàu lên từ cướp bóc mọi người, lừa đảo, trốn thuế rồi một các kiểu luôn. Không, những cái loại đấy thì khinh. Mà rất nhiều đại gia ở Việt Nam hiện tại làm giàu bằng con đường bất chính như thế. Chúng nó cướp của người khác, chúng nó phạm pháp, chúng nó làm tội ác tày đình, chúng nó ra tiền, xong là chúng nó lấy cái tiền đấy, chúng nó đi từ thiện, chúng nó trích một phần nhỏ ra, chúng nó đi từ thiện, chúng nó thuê người giỏi về làm, cho chúng nó bắt đầu chúng nó rửa hình ảnh. Không, chúng nó làm thế nào thì làm, nhưng mà cái bản chất của chúng nó không bao giờ thay đổi. Làm một việc tốt thì hưởng một việc tốt, nhưng mà làm những việc xấu thì vẫn phải chịu quả báo cho việc xấu và trừng phạt cho việc xấu, không bao giờ chúng nó trốn được. Nói chung là tóm lại là gì? Mọi người hãy chiến đấu đi. Ai có khả năng thì thọc sâu. Ai không có khả năng đóng góp cho việc to thì ít nhất là cũng phải dùng lời nói trên mạng. Tại vì là có rất nhiều người của mình rất ngốc, bắt đầu cứ nhìn thấy là họ giàu có một cái là khen nức khen nở, rồi là cứ thần thầy, cứ ngưỡng mộ thần thánh hóa họ lên, nhưng mà không biết rằng là ở đằng sau ấy, nó lợi dụng mình, nó coi người, coi chúng ta không ra gì cả. Thì ai mà không làm được việc to thì cần phải đóng góp bằng lời nói, khai sáng cho những người còn u mê như thế để nhận ra cái bộ mặt thật của quỷ, không để cho chúng nó lừa mọi người mãi được, mà nhất định phải để gọi là xử lật mặt cả đường dây tham nhũng, kể cả quan chức hay là tỷ phú hay là gì gì đấy đó, kể cả gọi là cả dàn lãnh đạo của tập đoàn, cho chúng nó đi vào tù, cho chúng nó sụp đổ, và phải là cho sử sách nghìn năm xì vả chúng nó như những tội đồ của đất nước, đến cả con cháu chúng ta đời sau cũng xì vả chúng nó. Mọi người ai cũng phải góp phần. Bạn muốn một thế giới tốt đẹp hơn, bạn phải góp phần vào đấy. Bạn không chỉ gào lên được, hoặc là bạn bạn gọi là cũng không chỉ ấy được, bạn phải có trách nhiệm với mình và phải có trách nhiệm với con cháu chúng ta. Bây giờ hôm nay khi nó chưa chiếm quyền được, nó còn để cửa cho bạn sống, chứ còn đến ngày sau khi mà chúng nó chiếm quyền hoàn thiện rồi, nó tiêu diệt hết những người dám chiến đấu rồi, thế thì lúc đấy luật nó đặt ra, nó để cho các bạn sống khổ như thế nào thì phải như thế, thì lúc đấy đến cái đời con cháu các bạn thì nó phải lại khổ vô cùng, nó khó sống vô cùng, nó còn khổ hơn bây giờ nhiều. Bạn có muốn để lại một cái thế giới như thế cho con cháu của mình không, đúng không? Bạn có muốn gọi là để lại một cái đất nước, một cái cơ chế như thế cho con cháu của mình không, để những đứa trẻ của mình phải chịu khổ như thế không? Chúng ta phải sửa chữa ngay từ bây giờ, phải để lại một thế giới tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta, và trước tiên là để cho chúng ta hưởng bây giờ. Mọi người phải chiến đấu thôi, và những người mà gọi là đã lỡ một phút yếu lòng làm việc cho quỷ, bây giờ thì các bạn là có thể sửa chữa bằng cách là lấy lại, các bạn có thể lấy lại cái danh dự và cái thanh danh của mình bằng cách là các bạn ở trong đấy, các bạn âm thầm thu thập những cái chứng cứ, những cái bằng chứng về về sự phạm pháp của bọn chúng, để đến khi cần thì sẽ hỗ trợ những người cần thiết. Và thêm một cái là gì nhỉ? Để hỗ trợ những người cần, để hạ bọn chúng vào cái thời điểm cần thiết. Và thêm một cái nữa là các bạn có quyền, bởi vì là mình trao cái quyền này cho các bạn, bởi vì mình bị cướp, mình bị chúng nó cướp hết cả cái thành quả công sức lao động của mình, và thành quả công sức gần 2 thập kỷ của mình mang từ nơi khác đến, cho nên bây giờ mình có quyền cướp lại tính mạng và toàn bộ gia sản, toàn bộ tập đoàn. Mình tặng cái quyền đấy lại cho mọi người, mọi người có thể lấy sinh mạng của gia đình nhà chủ tịch, lấy sinh mạng của tất cả bất kỳ thành viên nào trong ban quản lý, và lấy sinh mạng của gia đình môi giới, của gia đình chủ tịch sản môi giới bẩn. Các bạn có thể lấy sinh mạng, lấy tất cả tài sản của chúng nó mà không cần phải áy náy. Nếu như người lương thiện, người ta làm ăn lương thiện, các bạn không có quyền động vào dù một xu của họ, kể cả họ hớ hênh cũng không được quyền, họ hớ hênh cũng không được quyền đấy. Nhưng bây giờ bọn nó đã khởi động cái việc cướp trước, mà khi những người như mình tìm bọn nó để nhờ trợ giúp, khóc lóc, chúng nó cũng không động lòng thương, mà chúng nó còn lôi ra làm trò đùa. Chúng nó còn đến lúc mà chúng nó còn để bảo vệ cái miếng ăn bẩn thỉu của chúng nó còn truy cùng diệt tận. Tất cả những khi chúng nó nhượng bộ đều là khi gọi mình khiến chúng nó phải cúi đầu, và chúng nó bị thất thế chúng nó mới nhượng bộ, chứ còn tự nhiên chúng nó không bao giờ nhượng bộ. Và bởi vì chúng nó không thật lòng, không có một cái hối cải như thế đấy, cho nên các bạn có quyền, tất cả mọi người rút ruột từ bên trong. Các bạn
bằng bất kỳ cách nào đấy, bằng bất kỳ cách gì đấy, các bạn có thể bảo vệ bản thân và rút rút ruột lấy được tài sản của tập đoàn, lấy về cho cá nhân, lấy đi, các bạn được quyền đấy. Chúng nó tiền của chúng nó tiền bẩn, tiền của chúng nó là tiền cướp từ những người như mình trao quyền cho các bạn được quyền đục khoét hay là bằng một cái thứ cử nào đấy, các bạn được quyền làm việc đấy và các bạn không cần phải áy náy khi làm việc đấy. Thì các bạn lấy tính mạng của chúng nó cũng không làm sao cả. Bây giờ nhá, đã đến lúc chúng ta đòi lại những gì là của chúng ta. Nếu như các người cướp của những người lương thiện như chúng tôi đã cho cơ hội cho các người sám hối, các người không sám hối, thế thì chính các người đã, chính bọn chúng nhá, khi mà các bạn cứ nói với chúng nó là gì? Nếu như trường hợp mà khi mà chúng nó khởi xướng cái việc là cướp của người lương thiện, người ta cho chúng nó cơ hội để sám hối, để hòa hảo, nhưng chúng nó không sám hối, không hòa hảo, chúng nó truy cùng diệt tận, chúng nó ác như thế là chúng nó trao cho người ta cái quyền ác hơn, chúng nó cướp lại chúng nó, mà lúc đấy là không phải là cướp tiền không nữa, mà là cướp cả tính mạng, cướp mọi thứ luôn. Bây giờ nhá, nó lợi dụng mình, nó cướp tiền của mình, cướp tiền tích lũy gần 2 thập kỷ của mình, nó đẩy mình vào vô cùng khổ cực, mà nó còn phá tan gia đình mình ra. Gia đình mình bao nhiêu năm tháng mọi người đang yêu thương đùm bọc nhau, mà bây giờ như nó về, bây giờ mình hỏi mọi người là bây giờ là mấy người nhà quê thì nhận thức của người ta đến đâu, phủng phủng tẹt tẹt, bắt đầu là chúng nó làm vài thủ đoạn, nó làm vài thủ đoạn nó gây mâu thuẫn thì thôi, gọi là mấy cái người quê phủng phủng tẹt tẹt mà nhận thức hạn chế như thế thì hay là tí lợi ích vào thì chắc chắn là gia đình đục đục mà cũng sẵn sàng đối xử tệ hại, phản bội mình ngay, gây tổn thương cho mình đến tận cùng luôn. Nó ác đến mức độ như thế cơ mà đấy gọi là nó dồn người khác đến đường cùng. Mình trụ được đến bây giờ là cũng vô cùng khổ cực khó khăn và cũng gọi là mình cũng phải phục mình luôn. Chúng nó không phải là người đâu, chúng nó mất nhân tính thì nó là quỷ chứ không phải là người nữa, nó ác lắm. Vì nó ác như thế cho nên mọi người được quyền ác lại, không cần phải kiêng nể, kể cả tính mạng, không phải chỉ tiền mà cả là tính mạng của bọn nó, mọi người cũng có quyền đánh, mọi người lấy đi. Bây giờ thì mình đúng quả thực là không biết là đợt này như thế nào, mình có thể tự bảo vệ bản thân của mình được và đòi được cái thành quả của mình, nhưng mình cũng có thể là bị bọn chúng hạ chết đường chết chợ ở đâu đấy, hoặc là bi thảm theo một cái cách nào đấy mình cũng không biết nữa, mình chỉ đang cố thôi. Nhưng mình chỉ hy vọng rằng là tất cả mọi người, kể cả người tài hay người bình thường, đến lúc tất cả mọi người đều phải đứng lên chiến đấu rồi, đừng có sống một cách hèn nhát nữa. Đến lúc mọi người đứng lên chiến đấu rồi, chiến đấu cho chính chúng ta. Không thể để cả 100 triệu dân mà bị một nhóm người chi phối và đàn áp và cướp bóc được. Chúng ta phải đấu tranh cho những gì thuộc về chúng ta phải đấu tranh cho thành quả mà chúng ta đã làm ra. Chúng ta làm ra chúng ta phải được hưởng, chứ không phải là chúng ta làm ra chúng ta được hưởng một tí còn đâu dồn hết vào túi cho bọn nó ăn chơi phè phỡn, để cho chúng nó một đêm ngủ với gái mại dâm chúng nó trả 30.000 đô. Không. Nó lấy tiền của mình đi ăn chơi đấy, nó lấy tiền của những người như mình đi ăn chơi đấy. Mà con cái chúng nó, bố mẹ chúng nó tiêu tiền ăn cướp của mình. Ông bà cụ kỵ của chúng nó được thắp hương bằng cái tiền ăn từ tiền lấy từ tiền ăn cướp của mình, hủy hoại cuộc đời của những người như mình, thì tất cả cái bọn đấy đều phải bị liên lụy, đều phải bị trừng phạt theo hết. Tất cả mọi người là từ người có tài cho đến những người bình thường, đến lúc các bạn phải chiến đấu rồi, không kiêng nể, không sợ gì nữa, mà cũng đừng hèn nhát nữa. Ai chiến đấu được bằng lời thì bằng lời, ai chiến đấu được bằng hành động thì bằng hành động, ai đủ tài năng thu thập chứng cứ để hạ bệ chúng nó, đưa cả dàn lãnh đạo vào tù thì chiến đấu. Chứng cứ của những bạn đang làm ở trong nội bộ của tập đoàn rất là quan trọng và thực sự là cần các bạn hỗ trợ, cần các bạn đưa tài liệu đấy để bên luật pháp nhớ là kiểm tra người nhé, kiểm tra người trước khi chuyển tài liệu nhé, đừng chuyển cho người của bọn nó, thì chuyển ra để đưa cả dàn lãnh đạo vào tù, nhất định là những chính trị cho ra bẩn và những cái đường dây chính trị ra bẩn kết hợp với cả cái bọn lấy mác doanh nhân, nhưng mà là cái bọn trộm cướp lưu manh để đục khoét đất nước, để cướp bóc làm hại nhiều người, bọn đấy phải bị xử, phải bị trừng phạt, phải bị lột trần mặt lạ cho tất cả mọi người cùng chửi rủa, phải để con cháu chúng ta nghìn năm về sau xỉ vả chúng nó, phải tru di nhà chúng nó. Mình nói thật, mình ở đây mình đang ăn, mình đang ăn như này, nhưng mà nhiều khi mình có cảm giác như là mình chặt đầu chúng nó ra, mình đang
ngay đầu chúng nó đang uống máu của chúng nó. Nói chung là mình cảm thấy là nhiều lúc mình cảm thấy như là không thể chịu đựng được, mình cảm thấy như điên dại đấy, mà nó bị ảnh hưởng rất nhiều, cuộc đời bị hủy hoại luôn đấy, ảnh hưởng rất là nhiều. Hôm nay là mình, ngày mai có thể là các bạn hoặc là con cháu các bạn hoặc là ai đấy, đến lúc tất cả mọi người đều đứng lên chiến đấu rồi. Hay mình tập trung mình ăn nốt chỗ thật dài này.